Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio. Ngày hôm nay Huy mời tất cả mọi người cùng nghe tiếp tập thứ 8 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì, tác giả Ngọc Sơn nha. Ngày hôm nay xung quanh nhà Huy có người ta cắt khoang hơi ồn. Mọi người khi nghe truyện nếu mà có lẫn tạp âm, những cái tiếng xè xè của máy khoang á, thì mong là mọi người thông cảm cho. Tập 8, Âm Duyên. Bọn tôi quay trở về trường thì hình như chị Ly cũng vừa đến. Ủa, mọi người đi đâu vậy? Gần đến giờ tập rồi đó. À, nãy tụi mình về nhà có chút chuyện á Thư. Nãy có nhờ Thảo chuyển lời cho cô rồi. À vậy hả? Mà bây giờ thiếu tài rồi, làm sao đây? À không sao đâu các em. Nghe cô giáo nói là tài bị ốm xin nghỉ, chúng ta cứ tập tiếp đi. Hôm sau tài đi học á, chị sẽ phổ biến lại. Dạ, vậy để tụi em xếp sơ bàn ghế lại đã. Chúng tôi bắt đầu vào đội hình. Vừa đánh được những nốt đầu tiên thì bóng dân đèn trong lớp vụt tắt đi. Gió lùa qua khe cửa làm rối tung cả mấy tấm rèm lên. À, cúp điện hả mấy đứa? Em cũng không biết nữa, để em kiểm tra coi. Thằng Toàn đi kiểm tra công tắc vẫn đóng bình thường. Hay là mất điện rồi? Các lớp bên cạnh đã về hết cho nên không thể kiểm tra được. Mà kỳ lạ, ở ngoài sân chính vẫn còn tiếng nhạc múa tập thể. Tại sao chỉ có mình lớp tôi là bị cúp điện chứ? Ủa, chị nghe ngoài sân trước có mở nhạc mà. Hay là điện lớp mình bị sự cố gì rồi? Thôi ra hành lang tập đi, cho sáng nha các em. Bọn tôi thu dọn đồ đạc đi xuống hành lang tập. Tôi vừa giác cây guitar, tính quay lưng đi, thì bỗng dưng có cái gì đó vừa lướt qua. Tôi giật mình quay lại. Trong lớp vẫn trống trơn, chỉ có tấm rèm ngay khung cửa sổ tổ 1 đung đưa qua lại như vừa có ai đụng chạm. Hay lại là con ma nữ đó cố tình trêu chọc bọn tôi? Nó phải biết là bọn tôi có thể diệt được nó mà. Hay là nó thừa sức mạnh để mà chống lại? Được rồi, nếu như muốn đối mặt sẽ không một ai phải quay lưng. Tôi mang đàn xuống hành lang tầng trệt để tập. Hôm nay làm thêm vài động tác mới nữa, chắc là sắp hoàn chỉnh tiết mục rồi. Chị Ly bảo đầu tuần sau sẽ cho thuê trang phục và ráp đạo cụ trước xem sao. Cơ bản là có lớp trưởng ở đây cho nên ai cũng nghiêm túc tập tành, thành ra rất nhanh thuộc động tác. Được rồi, hôm nay mọi người làm tốt lắm. Toàn á, cố gắng nghiêng người một chút nữa nha. Yến xoay cái nón còn chưa dẻo, còn lại thì ổn hết. Thôi mọi người nghỉ đi, hôm sau sẽ tập lại một lần nữa trước khi chúng ta ráp đạo cụ nha. À, vậy Thư về trước luôn nghe mọi người. Ừ, bye bye Thư. Đợi nhỏ Tư đi khuất rồi thì bọn tôi bắt đầu triển khai kế hoạch. Bây giờ đã gần 7 giờ tối, ngoài kia vẫn còn lớp đang tập múa. Bọn tôi phải tận dụng tối đa cái thời gian nhanh nhất có thể trước khi bác bảo vệ khóa cổng đi. Nè, bây giờ mọi người dùng khai âm nhãn vào đi. Cả Thảo nữa, nhớ là phải bình tĩnh. Dù mà có gặp chuyện gì á thì cũng không được hoảng loạn. Thảo nhớ chưa? À, Thảo biết rồi. Huy đưa khai âm nhãn cho Thảo đi. Ừ, mọi người để sẵn bồ trong người. Đoạn kiếm á, bỏ vào trong túi quần đi. Yến bỏ ngang ngoài cho dễ lấy. Còn Thảo không có đoạn kiếm thì phải theo sau Huy, đề phòng bất trắc có thể xảy ra đó. Ừ, được rồi, triển thôi. Ê, con đã, nhìn kìa. Nhỏ Thư sao lại quay lại đây làm gì? Bọn tôi mà lên sớm chút nữa là hỏng chuyện rồi. Ủa, Thư chưa về hả? À, Thư quên cái tai nghe trên lớp, ra tới cổng rồi mới nhớ á. Ủa mà sao mọi người còn chưa chịu về? À, tụi mình đang đứng bàn lại chuyện tập múa mà. Chấn chỉnh lại cho thằng Toàn chút, tập gì cứng đơ à. À đúng rồi, Toàn phải dẻo chứ có hồn chút nữa mới đẹp. Thôi Thư lên lớp lấy đồ đây. Ờ. May thật mà nhỏ Thư này cũng gan, dám lên lớp một mình giờ này. Ê, bây giờ tính sao đây tụi bay? Ờ, thôi, giờ chờ ra ngoài đi, rồi chút quay lại. Cứ ở đây lúi húi á, Thư lại sinh nghi á. Bọn tôi tính đi ra thì bỗng dưng một âm thanh kêu lên thất thanh từ trên tầng 2. Ơ, cái gì vậy? Ờ, hình như là tiếng của nhỏ Thư đó. Có chuyện không hay rồi, chạy lên coi sao. Bọn tôi tức tốc chạy lên lớp. Bên trong tối đen như mực. Nhỏ Thư đang đứng xoay mặt vào bàn giáo viên. Tôi giới tay bật công tắc đèn nhưng không sáng. Ờ, Thư ơi, có chuyện gì Thư? Tôi lên tiếng gọi
nhưng không thấy nhỏ trả lời. Người như bất động, đứng xoay lưng ra ngoài. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Bọn tôi dùng ánh đèn flash rọi vào trong. Thư, Thư ạ. Bỗng dưng nó từ từ quay đầu lại. Không, không phải là quay đầu bình thường, mà là quay ngoắt 180 độ, xoay qua nhìn bọn tôi mỉm cười. Cái nụ cười mang rợ, phát ra từng tiếng the thé như ở cõi xa xăm nào đó vọng về. Thư sao vậy Huy ơi? Đừng sợ, Thảo bình tĩnh lại đi. Nè, mọi người lùi lại, Yến cẩn thận nha, ở sau lưng với Thảo đi. Bọn tôi vẫn còn quá bất ngờ trước tình huống vừa xảy ra. Thật sự rất đáng sợ và ghê rợn. Nước dãi trên miệng nhỏ Thư bắt đầu chảy ra. Hai mắt trợn ngược, chỉ còn thấy tròng trắng thôi. Toàn à, hình như có ai nhập vào người nhỏ rồi thì phải. Chắc chắn rồi. Tôi vừa dứt lời thì nhỏ Thư từ đâu nhảy sổ đến chỗ thằng Toàn đang đứng. Toàn, cẩn thận. Thằng Toàn thủ thế tung cú đấm móc karate sở trường, nhưng tôi đã kịp kéo nó ra. Nè, mày làm gì vậy? Mày làm như vậy á, tổn hại đến Thư thôi. Mày bình tĩnh lên đi. Tất cả những gì tác động đến con quỷ bây giờ, Thư lãnh trọn hết đó. Được rồi, tình huống nhanh quá, tao chỉ phan xào thôi. Nhỏ Thư bỗng dưng cúi ngược người xuống đất, xoay đầu nhìn bọn tôi, cất tiếng cười mang rợ. Nè, Yến bảo vệ cho Thảo, mọi người lưu hết ra ngoài đi, để Huy với Toàn ở lại được rồi. Nè, Huy ơi, cẩn thận nha. Không sao đâu. Toàn, tao sẽ đánh lạc hướng nó, mày chạy vào bên trong á, làm cái thế tả hữu, tấn công từ hai bên. Được rồi. Tôi chạy thật nhanh đến trước mặt nó, ném lá bùa vào người của nó. Nó xoay người nhảy sổ vào tôi. Thằng Toàn thừa cơ xông vào từ phía sau, dùng lá bùa dán thẳng vào lưng nó. Nó thét lên từng tiếng ghê rợn, chốc chốc lại gầm gừ, như thể đang điên tiết lên. Bọn tôi đang ở thế 2-1, nhưng con quỷ này hình như sức mạnh đã đạt tới cảnh giới. Hai lá bùa chỉ làm cho nó đau đớn trong vài giây, rồi mau chóng trở lại như bình thường. Nó ngồi thụp xuống đất ở giữa vị trí của bọn tôi, miệng vẫn tiếp tục phát ra những cái tiếng cười mang rợ. Mày lại. Đừng cố nữa, không làm gì được tao đâu. Lúc này nó ngẩng lên, không còn là gương mặt của nhỏ Thư nữa. Nó biến hóa thành một gương mặt ghê rợn, hai mắt long lên sòng sọc, người đỏ rực, phát ra nguồn âm khí lạnh lẽo khắp phòng. Huy ơi, sao rồi mày? Nhỏ Yến đột nhiên chạy vào lớp. Bất thình lình, nó giới tay lấy cây thước kẻ, phóng ra bên ngoài cửa. Yến, cô chân! Chiếc thước kẻ lao tới trước mặt nhỏ Yến. Tôi không biết phải phản ứng như thế nào, thì bụp một cái, một cú tung chân tuyệt đẹp, đúng kiểu con nhà võ mà tôi từng được xem, đá văng cây thước ra xa, ngay trước mặt của nhỏ Yến. Nè, Yến có sao không? Không, Yến không sao. Tôi với thằng Toàn sững người lại. Cú đá tuyệt đỉnh đó là của nhỏ Thảo sao? Nhỏ biết võ, sao không nói cho bọn tôi biết chứ? Thảo, Huy, cô chừng, cúi đầu xuống. Theo phản xạ, tôi cúi xuống. Một chiếc ghế bay sượt qua đỉnh đầu, da vô trong tượng, rầm lên một tiếng. Nè, Yến Thảo, giúp Huy với Toàn một tay. Toàn, chạy qua đây. Thằng Toàn tức tốc chạy qua phía bọn tôi. Bây giờ, tất cả đưa tay phải ra, áp sát vào nhau. Toàn dùng lá bùa lựa thời điểm thích hợp, áp vào lưng nhỏ Thư để mà trục xuất con quỷ ra ngoài. Lúc đó mới tính tiếp được. Được rồi, tất cả sẵn sàng chưa? Bọn tôi áp hết bốn bàn tay phải vào nhau, tạo thành một hàng dọc. Thằng Toàn tay cầm lá bùa, bắt đầu tiến về phía con quỷ. Nó bỗng chốc nhảy dựng lên, tóc tai rủ rượi, giờ lấy cái hàng ghế bên cạnh ném về phía chúng tôi. Cẩn thận! Thằng Toàn thét lên, sau đó tung cú đá cầu vòng, đá văng hai cái ghế ra xa, áp lá bùa vào lưng con quỷ. Nó thét lên một tiếng ghê rợn. Thế rồi bất chợt một làn khói đỏ phun ra, nhỏ Thư ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh đi. Cái bóng của nó vụt thật nhanh qua cửa chính. Tôi tính đuổi theo, nhưng thằng Toàn cản lại. Từ từ đã Huy, nó không chạy đi đâu khỏi dãy phòng tầng 3 đâu. Xem tình hình nhỏ Thư sao đã. Bọn tôi chạy đến chỗ nhỏ Thư đang nằm, đầu tóc rủ rượi, gương mặt nhợt nhạt, trông đến tội nghiệp. Nè, Thư có sao không Huy ơi? Bây giờ tạm thời cứ để Thư nằm đó đã. Huy nghĩ không sao đâu, nhưng mà phải kết thúc cái vụ này thật nhanh,
trước khi nó quay lại và nhập vào bất kỳ người nào ở đây. Sức mạnh của nó đã có thể nhập vào bất kỳ ai mà không cần phải qua các nghi thức mượn xác nhập hồn rồi. Yến, mày có sao không? Lúc nãy mày mà có Thảo đó. Đúng rồi, cú đá tuyệt lắm Thảo. Xin lỗi đã giấu mọi người. Khi nào xong chuyện á, tao sẽ kể sau. Nè, cảm ơn Thảo nha. Không có Thảo á, chắc Yến lĩnh trọn cái thước đó rồi. Không sao là được rồi mà. Thôi à, bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ Yến với Thảo lại đây trong trận thư đi. Cầm hai lá bùa này phòng thân. Yến, có mang đoạn kiếm không? Có, tụi mày cứ đi đi. Tao sẽ lại đây với Thư. Có đoạn kiếm này rồi, nó không dám làm gì đâu. Được rồi, nhưng mà phải hết sức cẩn thận đó. Thảo cũng vậy nha. Tao biết rồi. Huy với Toàn phải cẩn thận. Lúc nãy tao không nghĩ là Thư có thể cầm ghế phóng đi với một lực mạnh như vậy đâu. Suýt chút nữa thì Huy đã... không sao. Bây giờ Huy với Toàn sẽ đi lên tìm nó. Dính lá bùa hợp nhất bốn mạng lúc nãy á, chắc chắn nó đã hao tổn âm khí khá nhiều rồi. Nếu bây giờ không hành động thì sẽ không còn cơ hội nữa. Ê Huy, bây giờ sẽ sử dụng đoạn kiếm luôn phải không? Vậy còn thằng Tài? Tao hiểu ý mày. Dù là ý tốt hay ý xấu á, thì nó cũng không được phép làm hại đến người khác. Tao không biết thằng Tài đối với con quỷ đó như thế nào, nhưng mà nó đang ra sức mê muội, có giả tao muốn hút dương khí của một người có căn mạng như thằng Tài để tu luyện. Biến quá khôn lường hơn nữa, nó nhập vào nhỏ Thư cũng là vì cái mục đích đó thôi. Chỉ là không ngờ bọn mình lại xuất hiện ở đây. Nó đã đánh hơi được tung tích sức mạnh của tụi mình từ lâu rồi. Có điều thằng Tài có lẽ đã biết trước sự có mặt của nó ở đây. Tao không biết hình dáng khuôn mặt thật sự của nó ra sao mà làm cho thằng Tài mê mẩn đến độ để cho nó hút dương khí như vậy. Tao hiểu rồi. Có lẽ con ma nữ này đã ẩn thân ở đây từ lâu. Mày nhớ năm ngoái tụi mình đăng ký học võ cổ truyền ở trường vào buổi tối không? Lúc nào nó cũng về trễ hơn tụi mình. Tao nghi là thằng Tài đã có mối quan hệ với con ma nữ này từ lúc đó đó. Cái đó thì tao không rõ. Nhưng mà thằng Tài đã phạm một sai lầm quá lớn, giúp cho con quỷ càng ngày tác oai tác quái hơn. Bây giờ sử dụng đoạn kiếm luôn đi, không thể nhân nhượng được nữa. Bằng không với thân thể biến quá bây giờ, nó đủ sức hại bất kỳ ai trong trường này đó. Đi thôi, không chậm trễ nữa. Nè, chia ra hai ngã đi Toàn. Mày từ hướng toilet qua, tao đi từ chỗ này lên. Nhớ thu sàng đoạn kiếm, phòng trường hợp nó xuất hiện bất thình lình nha. Rồi, hiểu rồi, đi thôi. Tôi với thằng Toàn làm theo kế hoạch đã vẽ ra, chia nhau hai hướng tập kích. Đường lối là như vậy. Nhưng con quỷ này biến quá khôn lường, nó có thể ở bất kỳ đâu trong cái trường này. Nhưng chắc chắn nó không thể ra ngoài đường chứ âm khí đang bị tổn hại do lá bùa hợp sức bốn mệnh mà bọn tôi áp vào người nó. Có lẽ nó chỉ quay về nơi trú ẩn của nó ở trên tầng 3 thôi. Tôi đi từng bước lên trên cầu thang dẫn lên tầng 3, giăng một dải bùa ngay hành lang phòng trường hợp nó thoát xuống dưới để có thể gây nguy hiểm cho nhỏ Yến và Thảo. Thằng Toàn vừa lên đến nơi, tôi ra hiệu cho nó dán bùa vào hành lang bên kia, cầm sẵn đoạn kiếm trong tay, chậm rãi quan sát từng phòng một. Biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay tôi chốc chốc lại giật lên, chứng tỏ con ma nữ đó đang ở đâu đó gần đây. Thằng Toàn vẫn thủ thế ở sát phòng học lớp 12A1 cuối cùng. Nó đợi tôi đi qua để hợp sức cùng hành động. Tôi đưa mắt quan sát từng căn phòng, không có dấu hiệu gì khả nghi. Dừng chân bên cạnh lớp 12A1 thì bóng dáng biểu tượng âm dương nhói lên một cái thật nhanh. Chắc chắn là con quỷ ở trong đó rồi. Đưa tay ra dấu cho thằng Toàn khoan hãy xông vào. Tôi đốt một lá bùa lên, ném qua khung cửa sổ. Bất thình lình nó thét lên một tiếng ghê rợn, bất chợt nhảy sổ ra, tung một cú tát vào thẳng mặt thằng Toàn. Toàn, phía trước! Tình huống diễn ra quá nhanh, thằng Toàn chỉ kịp ngã người ra phía sau. Năm đầu ngón tay của nó xuyên qua vai thằng Toàn, máu đã rỉ ra, thấm qua lớp áo trắng. Toàn, mày có sao không? Không không, chỉ sức nhẹ thôi. Đứng dậy đi, nó quay trở lại trong lớp rồi. Tôi chạy về phía nó, máu lúc này đã chảy xuống khuỷu tay. Tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa, đứng hét vào trong. Mày muốn gì? Hả? Bạn tao chưa đủ sao? Tôi vừa dứt lời thì một cơn gió từ đâu ập tới, cuốn bụi bay lên mịt mờ. Mắt tôi nhắm tịt lại. Bỗng nhiên một lực từ đâu tác động mạnh vào bụng của tôi. Tôi hự lên một tiếng, văng về phía sau, lưng đập mạnh vào bờ tượng, mặt mày choáng váng. Tôi ê ẩm khắp cả người, không tài nào gượng dậy được. Huy, phía sau! Nghe thằng Toàn hét lên, tôi quay ngược ra phía sau
Dạ, nó đang đứng đó, thân hình đỏ rực, miệng cười ngoác tới tận mang tai. Nó không ngừng kêu lên những tiếng hừ hừ trong miệng. Cú xuống! Thằng Toàn phóng đoạn kiếm đến nó, nhưng mà phập một cái, nó nhanh chóng tránh được, hất cây đoạn kiếm cắm thẳng vào khung cửa bên cạnh. Nó tiến từ từ đến chỗ tôi đang ngồi. Tất cả bọn mày phải chết, phải chết! Máu của ta, máu của ta! Huy à, cẩn thận! Toàn, mày đừng qua đây, đứng yên đó! Nó vẫn không nghe lời tôi, cố tình đi thêm vài bước nữa. Đứng yên đó, mày không nghe hả? Nó sững người khi nghe tiếng quát của tôi. Bây giờ nó đi qua đây chỉ thêm có lợi cho con quỷ thôi. Đoạn kiếm đã bị con quỷ khống chế, trong người tôi vẫn còn một cây, nhưng bây giờ rút ra con quỷ sẽ đề phòng được. Tôi đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nó đưa cái bàn tay đầy móng nhọn rỉ máu lên trước mặt tôi. Tôi chỉ biết lùi lại, không còn sức lực để đứng dậy được nữa. Mày, mày phải chết! Bỗng dưng phía sau lưng của nó bốc khói lên. Nhỏ Yến từ đâu xuất hiện, áp lá bùa vào lưng nó. Nó thét lên đau đớn, tung tay đẩy một lực thẳng vào người tôi, khiến cho tôi văng ra gần chỗ thằng Toàn. Yến, cẩn thận, lá bùa không ăn thua với nó đâu. Đoạn kiếm đâu rồi? Tao đưa cho Thảo cầm để bảo vệ nhỏ Thư rồi. Trời, mày có biết như vậy á là nguy hiểm lắm không hả? Thằng Toàn chạy tới, rút đoạn kiếm trong người tôi, lao thẳng tới chỗ con quỷ. Khi thằng Toàn áp sát tới nó thì nó bất chợt xoay người, tạo ra một làn khói đỏ, hất chăn thằng Toàn vào bờ tượng. Một bên bả vai của con Yến đập thẳng vào khung cửa sổ. Yến, Toàn! Tao đau quá Huy ơi. Hai đứa đó nằm quỵ xuống đất, máu trên vai thằng Toàn bị chấn động mạnh loan ra dưới chân con quỷ. Máu, là máu. Máu! Nó lấy từng đầu ngón tay thấm máu cho vào trong miệng, mắt trợn ngược ngó nghiêng xung quanh, ra điệu thích thú. Trời bắt đầu làm giông, từng cơn sấm chớp sáng lên rọi qua gương mặt của con quỷ, tạo nên một cảnh tượng hết sức rùng rợn. Nó dường như phớt lờ lời tôi nói, tiếp tục xoay vòng, vừa hát vừa múa. Bỗng dưng nó dừng lại, đưa tay về phía nhỏ Yến. Tao dừng rồi. Ủa, tay tao chỉ đến chỗ nào rồi ha? À, là mày. Không, Yên, chạy đi! Tao đau lắm Huy à. Nó đưa tay ra, kéo con Yến đứng dậy. Con Yến lúc này đã thở dốc, người mềm nhũn ra. Thơm, thơm quá. Tụi mày thấy máu không? Nó lấy móng tay quệt một đường dài trên bắp tay con Yến. Máu bắt đầu chảy ra từng giọt. Mẹ mày! Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, cựa người dậy, lấy hết sức bình sinh lao về phía nó. Trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, nó dùng phép hút thanh đoạn kiếm đang dính trong khung cửa sổ, rồi phóng về phía tôi. Bỗng dưng, một lực đẩy từ phía sau đẩy tôi ngã qua một bên. Thanh đoạn kiếm đâm thẳng vào bờ tường lan can, phát ra cái âm thanh khô khốc. Nè, Huy, Huy có sao không? Thảo, sao lại lên đây? Ủa Thảo, tao lo cho mọi người. Thư đâu rồi Thảo? Thư đang ở dưới. Tao thấy mọi người trên này lâu quá, bất an cho nên Thảo không có thể ở dưới được. Huy không sao là được rồi. Ngốc quá à. Lại thêm một đứa nữa sao? Hôm nay nhiều máu quá. Thanh đoạn kiếm của Thảo đang giữ, vì lo đẩy tôi mà văng về phía trước. Thảo, bây giờ nhờ Thảo lấy giúp cho Huy thanh đoạn kiếm. Huy sẽ liều chết với nó.
Không, đừng, Huy không thể nào làm được gì nó đâu. Tao xin Huy mà. Xin mời. Bây giờ lại có thêm một khán giả xem tao múa rồi. Để tao giết con nhỏ này rồi múa cho mày xem. Tao múa đẹp lắm. Tiếc thật, mày lên đây hơi trễ rồi. Nó từ từ đưa bàn tay đầy máu vào cổ của nhỏ Yến. Không, Yến! Bỗng dưng phập lên một tiếng, nó buông con nhỏ Yến ra. Thân hình tỏa khói đỏ, thét lên đau đớn. Nhỏ Yến đổ gục xuống đất. Hả? Tài, mày! Tao xin lỗi. Thằng Tài từ đâu xuất hiện, áp sát lá bùa vào lưng con quỷ. Nó bất thình lình quay lại tính đáp trả, nhưng xoẹt lên một cái, thanh đoạn kiếm trên tay thằng Tài xuyên qua người nó. Mày, tao sẽ không tha cho bọn mày. Tao từng nghĩ mày là một cô gái tội nghiệp, chất dưỡng trên trần gian này á để mưu cầu hạnh phúc. Tao đã cho mày dương khí của tao, đã hát cho mày nghe, đã để cho bạn tao múa cho mày xem. Vậy mà, xin lỗi, nếu mày đã không được hạnh phúc thì hãy cứ mãi mãi như vậy. Đừng bao giờ đem nỗi bất hạnh của mình á để áp đặt lên người khác. Tao biết mày đã từng bất hạnh, từng bị chê bai, dè biểu. Tao đã thương cảm bù đắp cho mày. Vậy mà mày lại dùng tình thương của tao, dương khí của tao để mà mang sự thù hận gieo rắc cho người khác. Mày có hạnh phúc như việc mày làm hay không? Làm cho người khác đau đớn, giúp cho mày tránh khỏi bất hạnh không? Hả? Thằng Tài vừa nói vừa chém liên tiếp thanh đoạn kiếm vào thân thể của nó. Nó quằn quại lên đau đớn, đôi mắt căm phẫn nhìn xung quanh. Tạm biệt. Một làn khói đỏ bốc ra, tan biến vào trời. Thằng Tài ngồi khuỵu xuống đất, nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Tài, sao mày lại? Tao xin lỗi. Tao đã bị lòng thương làm cho ngu muội. Lòng tốt của tao đặt sai chỗ. Thầy Tâm nói đúng, ma quỷ biến quá khôn lường, lòng dạ đa đoan, thiện ác khó phân. Vậy mà tao xin lỗi nhiều lắm. Không, tụi tao không có trách mày. Mọi người không sao cả là được rồi, kết thúc rồi. Nè, mày đỡ Toàn với Yến vậy đi, nhanh lên. Thảo, qua đỡ Yến về giúp Huy với Toàn nữa. Nhưng mà còn Huy? Huy không sao, Huy gượng dậy được. Tôi lấy từng bước nặng nhọc đến chỗ thằng Toàn và con Yến. Nhìn hai đứa nó mà tôi đau đớn không nói thành lời. Một chút nữa thôi, mọi chuyện tồi tệ đã có thể xảy ra rồi. Toàn ơi, mày có sao không? Tao đào bỏ dài quá, máu không nè, con quỷ nó uống một ít rồi. Trời ơi, bây giờ mày còn giỡn được nữa, đi được không? Nè, giữ cho tao đi. Yến ơi, mày thấy sao rồi? Tao không biết nữa, tao sợ quá. Không sao rồi, mày đừng khóc nhẹ nữa. Con Yến mạnh mẽ, cá tính của tao ngày xưa đâu rồi? Mày khóc xấu như con quỷ lúc nãy á. Tao khỏe lại á, là tao cào cho rách người mày ra đó. Vậy mới được chứ, vậy mới đúng là con Yến. Nè, đi, tụi mình đi xuống dưới á, coi nhỏ Thư sao rồi. Bản thân mình thì không lo, lại còn lo cho Thư nữa. Cảm ơn Thảo hôm nay á đã cứu mạng Huy tới hai lần. Ngốc lắm, Thảo không sao á thì Huy mới dám xuống gặp Thư chứ. Còn dễ ứng miệng được. Nè, để tao dìu Huy xuống. Huy đi được mà, đừng tưởng có giỏ là dìu được Huy nha. Nè, Huy thấy Thảo đá đẹp không? Hay là... Vậy thôi, Thảo dìu Huy đi, dễ chịu hơn á. Huy đó, suốt ngày chỉ lo cho người khác thôi. Thì có Thảo lo cho Huy rồi còn gì. Nè tôi thôi, máu tao khô hết rồi nè. Tụi mày còn diễn cánh tình cảm nữa, tao xịt máu ra lại bây giờ đó. Bây giờ mới đúng là con Yến trở lại rồi. Bọn tôi đang tính dìu nhau đi xuống thì bỗng dưng nhỏ Thư từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng. Tôi giật mình mém chút nữa là tung cước với nhỏ rồi. Ủa, Thư chưa dậy sao? Tôi quay mặt qua với nhỏ Thảo, ý muốn hỏi nhỏ Thư tỉnh từ lúc nào. Nhỏ chỉ giơ hai tay lên, lắc lắc đầu, ra vẻ bất lực. Nè, mọi người đang giấu Thư điều gì hay sao? Toàn, Yến với Huy nữa, sao tay tua vậy? Máu nữa, mọi người đang làm cái gì vậy? Thư nói gì Huy không hiểu. Thôi đừng có giấu Thư nữa, nếu không á, Thư sẽ nói nhà trường chuyện mọi người mang dao kiếm lên trường làm chuyện mờ ám đó. Tụi mình có làm gì đâu. Tôi đưa ánh mắt qua nhỏ Yến cầu cứu. Nè, nếu vậy á, tôi sẽ đi xuống báo nhà trường đây. Nè, khoan đã Thư, tôi thấy trong người sao rồi?
Tôi không biết nữa. Tôi đau đầu quá à. Tự nhiên tỉnh dậy thấy nằm trong lớp, trên người còn có tờ giấy vàng này nè. Nhỏ Thư rút trong túi áo khoác ra một lá bùa. Nó đích thực là của bọn tôi rồi. Tôi quay qua nhỏ Thảo. Tại Thảo sợ cho nên để lại cho Thư á. Mọi người nói đi, Thư bị làm sao vậy? Mọi người đang giấu cái gì? Thư mới tỉnh nhưng mà cũng đủ lên đây để chứng kiến những hành động kỳ quặc của mọi người đó. Mọi người nói cho Thư biết đi. Chuyện đã đến nước này rồi, có lẽ nói ra sự thật cho nhỏ biết sẽ tốt hơn. Có thể thật mà không thật, nhỏ cũng không tin đâu. Tôi thuật hết toàn bộ câu chuyện lại để cho nhỏ nghe, kể cả chuyện nhỏ bị ma nhập. Nghe đến đâu, nhỏ há hốc miệng đến đó. Có thể là tôi sẽ không tin, nhưng mà những điều Huy kể vừa rồi á đều là sự thật hết. Nếu như mà không có Thảo có Yến ở đây á, có lẽ Thư sẽ... Trời ơi, mọi người nói dối. Mọi người nói dối phải không? Thư cứ xem là nói dối đi cho nhẹ nhàng. Nè, mà Huy có một việc cần nhờ Thư giúp á. Huy nói đi. Thư cho Toàn mượn cái áo khoác được không? Để như vậy ra khỏi trường á sẽ bất tiện lắm. Tuy máu đã ngừng chảy, nhưng cái áo trắng của thằng Toàn đã lem hết rồi. Bọn tôi ai cũng có áo khoác, nhưng nó thì không. Đi như vậy ra ngoài rất dễ gây nghi ngờ. Đây nè, Toàn mặc vô đi. Sao mọi người lại ra nông nổi như vậy cơ chứ? Không sao đâu Thư, mọi người ổn mà. Thư giữ bí mật giúp bọn mình được không? Với một điều kiện. Thư nói đi. Thư muốn xác minh lời mọi người nói là đúng. Cái gì mà thấy ma quỷ rồi trừ tà chứ? Được rồi, hôm nay là 13 âm lịch rồi phải không? 2 ngày nữa Thư đi theo bọn mình. Huy sẽ chứng minh cho Thư thấy. Hy vọng là Thư sẽ giữ bí mật này cho tụi mình. Được rồi. Bây giờ Thư giúp Diệu Yến xuống lớp ngồi nghỉ chút đi. Tụi mình cũng cần lấy lại chút sức lực thì mới có thể đi tiếp được. Còn chuyện này có gì từ từ Huy sẽ nói rõ hơn. Bọn tôi dìu nhau xuống lớp. Đèn bỗng dưng sáng trở lại, chứng tỏ lúc nãy là có bàn tay của con ma nữ can thiệp vào rồi. Tao xin lỗi tụi bay lần nữa. Tao đã nói mày không có lỗi gì trong chuyện này mà. Bọn tôi dựa lưng vào tường, ngồi nhìn nhau thở dốc. Trải qua một trận thập tử nhất sinh, ai nấy đều đã cạn kiệt năng lượng. Mọi người ơi, đợi Thư đi mua nước nha. Yến có sao không Yến? Yến không sao, chỉ say sát nhẹ thôi. Vậy nhờ Thư mua cho tụi mình mấy chai nước nha, khát nước quá à. Được rồi, Thư đi liền. Đợi nhỏ Thư ra ngoài rồi, thằng Tài mới nói tiếp. Là do tao chủ quan trong cái việc này. Tao đã gặp con ma nữ hồi đầu năm. Lúc đó tao đi vệ sinh ra, vô tình thấy trên tầng 3 dãy học bỏ quan này nè, có cái bóng cứ lượn lờ qua lại. Tao thấy khả nghi cho nên dùng khai âm nhãn âm thầm theo dõi. Lúc đó đã nghe được nó nói cái gì đâu, nhưng mà vì có khai âm nhãn, tao nhìn ra được khuôn mặt của nó, là một cô nữ sinh rất là đẹp. Cứ vậy mà khi nào có dịp á, Tao lại lén lút lên đó để mà nhìn nó như vậy thôi hả. Rồi tụi mình vô tình được khai âm thính. Tao đã rất vui và tìm đến nó, rồi được nghe nó nói chuyện. Nó bảo nó vì tuổi thân, vì bạn bè chế giễu mà tự tử. Rồi nó nói là nó thích múa, thích được nghe hát. Tao bị lòng thương làm cho mê muội, cố gắng bù đắp cho nó. Vì tao nghĩ người sống hay là ma quỷ gì cũng vậy thôi, chỉ cần có tâm hướng thiện, mưu cầu hạnh phúc bình thường thì không có gì xấu hết. Rồi bỗng dưng một ngày tao gặp nó, thấy âm khí đang suy yếu dần, gương mặt thì bắt đầu khuyết đi vài phần rồi. Tao đã làm một điều hết sức ngu ngốc, là cho nó hưởng dương khí của mình. Tao không ngờ nó lại biến quá và lợi dụng dương khí đó của tao để đi tu luyện, tìm cách hại những người khác. Nó bảo với tao nó muốn nghe hát. Tao đã chỉ cho nó xuống nghe mày hát đó thôi. Nó bảo là nó muốn được múa. Tao lén lút lên đây vào đúng ngày giỗ của nó, hát cho nó múa. Vậy mà khi thỏa mãn rồi, nó lại bảo với tao là nếu nó không hạnh phúc thì không ai được hạnh phúc hết. Chính câu nói đó của nó đã làm cho tao nghi ngờ. Suốt ngày hôm nay tao ở nhà là để tìm cách thu phục nó, đưa nó vào trong lá bùa đỏ này, mang lên chùa nhờ thầy phổ độ siêu thoát. Nhưng mà lúc ở nhà,
Tự dưng cái ruột gan tao nóng hết cả lên, bàn tay phải cứ giật lên liên hồi. Tao biết là tụi mày đã tìm hiểu và theo dõi tao. Tao biết lá bùa trên tầng 3 là của tụi mày giấu, nhưng mà tao không tiết lộ, vì tao nghĩ rằng nó không làm hại ai cả. Tao đã nghi ngờ kiểu gì không có tao ở đây, tụi mày sẽ tìm cách bài trừ nó thôi. Nhưng mà tụi bay chưa biết rõ được sức mạnh thực sự của nó. Là do tao á, nếu như tao nói ra ngay từ đầu, e rằng mọi chuyện đã không ra nông nổi này. Tao xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm. Nó làm liên lụy đến tụi mày rồi. Mày không có sai Tài à. Mày làm vậy á là hoàn toàn đúng với đạo lý mà khi xưa bọn mình đã hứa với thầy Tâm. Chứ là không ngờ con ma nữ này quỷ kế đa đoan, tâm địa bất chính. Tao không biết thế giới thực sự khi chết á là như thế nào nữa, nhưng mà có vẻ cả người sống và ma quỷ đều sẽ có những suy nghĩ ấu trĩ, rằng khi mày đã bất hạnh thì không ai có thể hạnh phúc, hoặc là khi mày đã quá hạnh phúc rồi thì người khác không được giống mày. Suy cho cùng, hơn thua cũng không thể định nghĩa được mày là ai. Sao tất cả chỉ là ghen ghét, đố kỵ, căm hận, rồi thù hận. Mọi chuyện qua rồi, mày đừng suy nghĩ nữa. Tao biết rồi. Nè, chút nữa tao đưa Yến với anh Toàn lên bệnh viện khám luôn cho chắc nha. Máu me vậy nguy hiểm lắm. Ừ, tao cũng tính vậy đó. Con quỷ này thật sự quá khủng khiếp rồi. Cái lúc mà nó hất tao văng vô tường á, cảm giác như người bị dở nát ra vậy. Tao cũng bị vậy nè. Lúc nó cắt một đường trên vai tao á, tao có cảm giác như cánh tay bị đứt lìa vậy. Âm khí của nó tỏa ra thật sự lạnh lẽo vô cùng. Nhưng mà cũng nhờ mày á, tụi tao mới phát hiện ra được một điều đó Tài. Chuyện gì vậy mày? Một phút mặc niệm cho mày, khi mà không được chứng kiến cú đá cầu vồng tuyệt đỉnh của Thảo đây. Huy là chọc Thảo nữa rồi. Nhỏ đánh khẽ vào vai tôi. Đau. Tao xin lỗi, tao quên mất. Huy có đau lắm không? Không sao, Huy giỡn mà. Giờ này mà còn giỡn được nữa. Ủa Thảo, tao học võ hả? Mình biết chút chút thôi Tài. Trời ơi, chút chút không thể nào đá đẹp cho có lực như vậy đâu. Karate của Toàn không địch nổi với Thảo đâu. Cú đá tuyệt lắm á. Thằng Toàn đưa biểu tượng ngón cái lên, khiến cho nhỏ Thảo ngượng ngùng đỏ cả mặt. Chọc Thảo hoài à. Thảo ơi. Ơi Yến, cảm ơn Thảo đã cứu mạng Yến nha. Cảm ơn Thảo nhiều lắm. Không có gì mà. Nè Yến còn đau không? Chúng mình là một nhóm mà. Tính ra trong nhóm là Thảo không bị gì luôn á. Bộ Huy muốn. Đương nhiên là không rồi. Nè bé mát cái coi. Ba tiếng thằng hắn vang lên. Tôi tự hiểu mình phải dừng hành động tình cảm ngay lại trước khi được uống Coca Cola từ nhỏ Thảo, tức là cô hát cô chửi. Mà Huy, nãy mày tính chứng minh cho nhỏ Thư coi thiệt á hả? Yên tâm đi, tao tính cả rồi. Trầm này tụi mình ra cái cầu hôm bữa quá vàng cho các dòng hồn phải không? Cứ cho nhỏ một giọt kham nhãn đi, thấy mấy cái bóng đèn lượn lờ thôi á là đủ chích khiếp rồi. Mày cũng có lý đó. Vậy mà tao không nghĩ ra, nhỏ mà có căng á, dùng kham nhãn vô thấy được mặt quỷ chắc xỉu luôn quá. Nước này mọi người ơi, mọi người uống đi. Cảm ơn Thư nha. Nhỏ Tư lật đật mang nước vào, cho nên bọn tôi không nói chuyện thêm nữa. Dù gì đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, có nói gì cũng vô ích. Để cho nhỏ chứng kiến một lần xem có xón ra quận giống nhỏ Yến năm xưa hay không. Bọn tôi ngồi uống nước nghỉ ngơi một lúc thì cũng hơn 7 giờ tối. Ngoài sân trường, các nhóm múa đã bắt đầu giải tán đi về, không còn nghe tiếng nhạc vang lên nữa. Thôi bây giờ tụi mình ra trạm xá coi tình hình chấn thương của Toàn với Yến nha. Nhưng mà tao sợ á, về nhà má tao hỏi tao không biết trả lời sao nè. Thì cứ mang áo dài tay vô là được. Cũng may là không sao á. Cứ lên sát trùng rồi băng nhẹ lại, mang áo khoác về thôi. Đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Ủa, mang Toàn với nhỏ Yến á có đạp xe được không? Tao không biết nữa, chắc là được. Thôi ráng lên. Bây giờ đi ra cố gắng hết sức tự nhiên nha. Thằng Toàn mang áo khoác của Thư vô đi. Cảm ơn Thư nha. Không có gì đâu. Nhớ rằm tới á là phải để cho Thư coi cái thứ đó đó. Rồi, nhất trí. Mà Huy nói trước, Thư phải thật sự bình tĩnh đó. Thư không tin là nó có thật đâu. Huy đã nói rồi,
Thư cứ nghĩ như vậy cho nhẹ nhàng đi, cậu muốn đi xem làm gì chứ. Thế bây giờ Thư xuống nói với bác bảo vệ nha. Không phải, ý Huy không phải vậy đâu. Thôi đi về thôi. Thư sẽ giữ kín cái chuyện này cho đến khi Huy chứng minh được lời nói của mình là đúng á. À, chắc chắn. Bọn tôi kéo nhau ra về. May quá, mấy tớp tập múa đã về gần hết, cho nên chẳng còn ai để ý. Theo thằng Toàn và nhỏ Yến lên trạm xá, cô y tá bảo vết thương không sâu, chỉ chấn động mạnh cho nên máu ra nhiều thôi. Sát trùng rồi cho thuốc về uống. Nghĩ lại những cảnh tượng khi nãy mà tôi rùng cả mình. Trong cuộc đời chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được một con ma nữ khủng khiếp, biến quá khôn lường như vậy. May mà nhỏ Thư không sao. Nhỏ Yến thì chắc bả dai vẫn còn đau lắm. Nó hất chăn như vậy mà chút nữa thì gãy tay rồi. Thằng Toàn là dân tập võ cho nên cũng đỡ bớt phần nào. Nhưng vết máu trên áo thì phải làm sao đây? Về nhà kiểu gì ba má nó cũng biết thôi. Ê Toàn, cái áo trắng của mày tính sao đây? Dính máu rồi. Ừ, chắc tao đem cái áo của Thư về luôn quá. Dứt cái áo trắng đó, nó là đã bóng bị rách rồi, mai là cái mới. Thư ơi, cho mình mượn tạm cái áo á, mai mình giặt trả lại nha. Ừ, Toàn cứ mặc đi, không có sao đâu. Mọi người không sao là được rồi. Yến, mày thử hất nhẹ cái vai lên, coi còn đau nhiều không? À, cũng hơi nhói nhói á. Ê, mà nó đẩy mạnh quá, chút nữa chắc tao gãy xương luôn á. Ừ, vậy được rồi. Mày về á, nhớ giấu đừng cho ba má biết nghe không? Không là mệt đó, tìm lý do sẵn đi. Ờ, à, tao biết rồi. Coi chừng ba má mày tưởng mày đi giật chồng của người ta rồi bị quýnh á. Nè, tao tán vô miệng mày nghe Huy, tao đâu có thiếu. Mày thấy mấy cái trụ đèn ngoài kia không? Nhiều như trai theo tao vậy đó. Trời, trên trụ đèn có mấy con đen đen hay bye bye á, mày giống y chang luôn. Nè, tao tán. Úi da. Đó, bị thương rồi mà còn không bỏ được cái tính chanh chua. Nè, tráng hiền lại đi, tao đợi mày. Mày giỏi đó. Tao mà nói Thảo á, bài cho vài chiêu thì mày chỉ có nhự xương chậu thôi à. Ê Toàn, mày thấy sao? Ở đâu chưa? Cái lưng vẫn còn nhói nhói nè, đập thẳng vô tường luôn mà. Mai mà tao ngã đúng tư thế á, không thì không biết xảy ra chuyện gì nữa. Cắm lại thấy ghê thiệt á. Ừ, là do tao á. Tự nhiên tao thấy áy náy quá à. Chút nữa đã làm cho tụi bay gặp nguy hiểm hết rồi. Ê, thằng, tao đã nói mọi chuyện qua rồi, đừng có suy nghĩ tới nữa. Thảo ơi, đá cầu vòng cho nó coi đi Thảo. Nè, vậy Huy làm bao cát ha. Thôi, tao về Huy dễ chịu hơn á. Mọi người hôm sau á là ổn hết rồi. Hy vọng là qua chuyện lần này á, tụi mình sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm. Cái lúc mà Thảo chạy lên đó, Thảo cũng có chút sững người á. Cái gương mặt của nó quá là kinh dị, từng mảng thịt như sắp bị rớt ra vậy. Lúc đó tình thế khẩn cấp quá, Thảo cũng không có nghĩ tới. Bây giờ xong rồi, đầu óc vẫn còn ám ảnh nè. Ừ, bữa nay mọi người vất vả rồi. Nè, đợi tao vô băng cái tay đã, rồi cùng về luôn nha. À Thư, chúng tại chở Thư về luôn hay là Thư đi với ai? Thư chưa gọi ba nữa, nãy giờ quên mất tiêu. Ờ vậy thôi, tại chở Thư về luôn đi. Tôi đá mắt qua, xa giấu cho nó chớp lấy thời cơ. Tài chở Thư về luôn được không? À thôi vậy cũng được, cảm ơn Tài trước nha. À thôi tụi bay về trước nha, tao chở Thư về rồi về nhà luôn. Ừ đi đi, cẩn thận. Đi hai về hai nghe mày, 16 mất nay 12 cũng lịch đó. Ủa, Huy nói vậy nghĩa là sao chứ? Không, uống Sprite cuối năm được tặng lịch đó Thảo. À tưởng gì. Có gì đâu. Ủa, Huy băng xong rồi hả? Đâu, đưa Thảo coi coi. Đây nè. Nhóm bỗng dưng phụng má lên, thổi vù vù mấy cái vô cái tay bị thương của tôi. Đỡ đau chưa? Ừ, đỡ từ lúc mà Thảo lên cứu Huy rồi. có gì đâu, cứu thương hả? Cấp cứu đi, vỡ tim rồi nè. Bọn tôi kiểm tra băng bó kỹ càng rồi kéo nhau ra dậy. Bây giờ cơn đau mới từ từ ập đến cái lưng ráng thương của tôi. May mà chưa có vợ, chứ không thì... thôi, bậy bạ quá. Tạm biệt nhỏ Thảo, bọn tôi đạp xe ra về. Chân mỏi rã rời mà còn phải nhấc lên nhấc xuống nữa, chán nản cái cuộc đời. Ê Huy, hôm nay tao không ngờ nhỏ Thảo lại vậy luôn á. Ý mày là sao? Cú đá đó đó hả? Ừ, cái lúc mà nhỏ tung cú đá đó để hất tung cái thước lên, trời tôi đứng sợn vài giây luôn á, không tin vào mắt mình luôn. Tao tập lâu rồi á mà chưa có đá đẹp chứ có lực như vậy nữa. Thần thái lạnh lùng, mắt không chớp, gương mặt không biến sắc, thuộc hàng cao thủ đó nghe. Có hơi hướng của mày Thái á.
Như vậy hả? Tao cũng giống mày nè. Nãy giờ còn bàng hoàng á, ba cái bốc sinh của tao chắc chỉ đỡ được cú đầu tiên thôi. Ai ngờ một đứa con gái tiểu thư, nhõng nhẽo hồn nhiên, ngây thơ, lại có một sức mạnh ghê gớm thế vậy. Nghĩ lại mấy lần mà chọc nhỏ, tự nhiên tao thấy nổi da gà. Lỡ mà nhỏ nổi khùng lên, cho tao ăn chân giò chắc tao húp cháo bà tám cả tháng luôn á. Công nhận nhỏ Thảo nhìn vậy á mà còn nhiều điều bí ẩn quá tụi mày ha. Tim tao vẫn còn đập thình thịch đây nè. Nếu mà không có cú đá của Thảo á, chắc tao... Thôi qua rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cũng may tụi mình chơi liều lần này, chứ để lâu dài lại khổ cho thằng Tài. Cái thằng nó nhằm nhở vậy mà cũng tình cảm ghê. Có điều mới lớn mà đòi chơi với ma. Tụi bay có nghĩ đến cái cảnh động phòng của nó với con ma nữ kia không? Chắc lúc đó Bình Minh phải ngừng lại. À, làm gì mày? Tối quá sao thấy được. Tao còn đau cả người đây, đừng có chọc cười nữa. Bây giờ về phải tìm lý do chống chế với phụ huynh nữa. Ba má tao mà biết tao chơi ngu vậy, trước sau gì cũng dựng vô cái liều ngoài chợ, thả cặp dịch vô thôi. Thôi đi vậy, cười hồi đau cái lưng quá. Tôi chào tạm biệt tụi nó rồi dắt xe vào nhà. May quá má chưa về, ba cũng đi đâu không thấy. Cái tay bắt đầu nhói lên từng chập, chắc do tôi đấm mạnh xuống đất quá. Không ảnh hưởng đến xương cốt là may lắm rồi. Tắm một cái cho tỉnh người, từng làn nước chảy qua vùng da thịt bị hở. Trời ơi, nó đau thấu xương. May mà cái mặt không sao, vẫn giữ được vẻ đẹp trai. Vừa nói tới đó thì con chó nhà hàng xóm sủa lên 3 tiếng. Chắc là nó đang giao tiếp với tôi thôi, có ý khen tôi còn minh mẫn đó mà. Tắm xong, băng bó lại vết thương, nhìn vào trong gương. Ô mẹ ơi, ngoài cái thằng trong gương ra, chắc không còn ai đẹp trai qua mình nữa. Cho mày thắng lần này đó. Lại sủa lên 3 tiếng, ý nó là cái gì đây chứ? Tôi tính đi qua làm cho ra lẽ thì cái bụng bắt đầu biểu tình lên. Chạy xuống dưới tìm đồ ăn. Trời đất ơi, má chưa nấu cái gì luôn. Alo, má không có nấu ăn hả? Má quên dặn con ra quán ăn đỡ đi. Ba đi công tác rồi, má đang bận ở shop nè. Dạ, má nhớ ăn uống vô nha má. Con đi ăn hủ tiếu đây. Tôi phải lay quay mãi mới mặc được cái áo vào. Cái lưng đau quá không có thể nghiêng qua nghiêng lại được. Tính xuống dắt xe đi ra ăn hủ tiếu thì... Huy ăn gì chưa? Nhưng mà Thảo đi đâu đây? Có mở cửa cho người ta vô đi. Đàn ông gì mà. Huy mới dậy thì năm ngoái mà. Vô duyên quá. Nhỏ Thảo ở đâu bất thình lình xuất hiện trước nhà tôi, trên tay còn đem theo cái bọc gì đen đen nữa. Đừng nói là đôi găng tay để đấu võ với tôi nha, là được. Nè, cho Huy nè. Cái gì á? Súp á, tao nhờ cô Hai nấu cho đem qua cho Huy đó. Thảo ăn gì chưa? Bữa nay mệt rồi mà còn chạy qua tận đây. Thảo ăn rồi, không sao mà. Con quỷ đó có làm gì Thảo đâu. Hơi ăn đi, không là nguội đó. Cảm ơn Thảo nhiều nha. Ủa, ba má Huy đi đâu rồi hả? Má ở shop đang bận, không có về nấu ăn được. Ba thì đi với đối tác. Huy tính đi kiếm cái gì ăn á thì vừa lúc mà Thảo qua luôn á. Vậy Huy ăn đi. Nè, cái tay còn đau không? Còn chút thôi. Cảm ơn Thảo lần nữa nha. Thôi mà, cứ cảm ơn hoài. Nè, bữa nay mọi người cũng bất ngờ chị Thảo lắm đó. Mà Thảo học võ lâu chưa? Từ lúc còn cấp 2 á. Ngày đó bên nhà hàng xóm có ông thầy dạy võ. Thảo năm xưa mạnh mẽ như yến vậy đó, cứ thích đấm đá cho nên qua thầy học. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Hèn gì ha. Mà bây giờ nhìn nhõng nhẽo vậy. Nè, không cho ăn nữa giờ, đưa đây đem về. Giỡn chứ mà. Đợi Huy ăn xong á, rồi mình đi dạo chút nha. Thôi, ra sân nói chuyện được rồi. Huy còn đau mà. Khi nào khỏe rồi cho Thảo ra biển chơi nữa ha. Nhất trí. Mà nè, Huy tính cho Thư coi mấy cái hồn ma đó thiệt á hả? Tại Thư nói Thư không tin mà. Mình chỉ còn cách đó thôi. Sau này lỡ như mà có hành sự thì cũng dễ dàng hơn. Chiều nay nếu như mình không lên đó kịp, có lẽ Thư đã gặp chuyện rồi. Chỉ tiếc là nhỏ không thể nhìn thấy, không thể biết được những chuyện xảy ra sau đó. Không thì dư chấn tâm lý còn nặng nề lắm á. Ừ,
Tao vẫn còn sợ sợ đây nè. May mà tai qua nạn khỏi rồi. Nhưng mà Thảo vẫn thấy tội cho Tài á. Tài bị con quỷ đó lợi dụng lòng tin, suýt chút nữa đã gặp nguy hiểm rồi. Ừ, đúng rồi. Tại năm xưa thầy Tâm, sư phụ của tụi Huy có dặn, không phải lúc nào cũng cứng nhắc mà chiết đi một vong hồn hay là quỷ dữ. Nếu như mà còn quy phục, cải tà quy chánh được thì nên làm. Giết chóc với bài trừ là điều tối kỵ, để sau cùng thôi. Ờ, Thảo hiểu. Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu như không thể được nữa thì đến lúc phải kết liễu nó thôi. Mình thương nó, nhân nhượng nó, chính là cho nó cái quyền được hại người khác á. Ừ. Thật ra trước khi nó thành quỷ dữ, nó cũng từng là một cô gái trong trắng hồn nhiên, vô tư vô ưu. Nó cũng có những hoài bão, ước mơ như bao người khác vậy. Nhưng mà tiếc rằng khi mà cái nụ mầm tương lai vừa mới chớm nở ra, số phận đã bắt nó phải nhổ lên. Nó chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là tiếp tục gieo lại, hai là tự mình đi kiếm một cái cây to vậy. Và cuối cùng nó chọn cái thứ hai. Nhưng mà Thảo biết không, cái cây mà nó tìm á là do những người xung quanh nó đang nắm giữ. Nó bất lực, đau đớn nhìn họ hạnh phúc hơn nó. Khi mà hạnh phúc không thể sinh sôi thì lúc đó thù hận bắt đầu nung nấu ra. Ừ, ở thế giới nào cũng vậy. Cổ Huy ha. Ừ, có những người đang sống trên cõi đời này còn đau khổ gấp vạn lần những vong hồn chất giữa ngoài kia. Ai cũng có sự lựa chọn cho riêng mình mà. Ngồi tám chuyện với nhỏ một lúc thì cũng xong tô súp. Công nhận ngon thật, ấm cả người. Thật ra bây giờ có không ngon đi chăng nữa, nhìn người con gái ngồi cạnh tôi là cũng đủ thấy ngon rồi. Là tô súp ngon, không phải cái khác. Còn cái khác là cái gì thì ai cũng biết. Không hiểu sao chấn động lưng mà cái đầu bị ảnh hưởng. Cả ngày hôm nay toàn nghĩ tới cái gì đâu không. Ngon quá Thảo ơi. À, no chưa? Bây giờ nhìn xuống á, không thấy cái chân luôn nè. Nè, ngày mai nghỉ ngơi á, rồi chiều đi học. À, ngày mai chắc xin cô cho nghỉ tập một buổi. Chứ mọi người như vậy á, sao mà tập được. Ừ, Huy cũng nói tính nói với Thư vậy á. Nhờ Thư giả vờ báo bận để mà xin cô cho nghỉ một buổi lấy lại sức. Chứ tài chân lưng cổ vậy múa mai gì được chứ. Tao thấy hình như Thư có tình cảm đặc biệt với Huy á. À, sao tao biết? Thì lúc nào cũng nói chuyện với Huy, Thư cũng nhìn bằng cái ánh mắt trìu mến lắm. Trời đất, có vậy thôi á mà nói Thư có tình cảm với Huy sao? Nói chuyện với Huy á mà mắt không trìu mến thì chỉ có con Yến thôi. Nó lúc nào cũng lăm lăm cái cạo cấu Huy à. Nhưng mà lỡ thật vậy thì sao? Không có lỡ đâu. Huy có cái gì đâu mà nhỏ Thư thích chứ. Chẳng qua cái đợt này tập hát tập múa, giao tiếp với nhau nhiều thôi. Tao thấy hồi lúc Thảo mới vô lớp á, cho tới bây giờ Thư nó có chơi thân với ai đâu. Nhà nó là giàu có, học giỏi, thằng nào cũng nể vài phần, có ai mà dám mong men lại gần chứ. Nè, tính ra Huy chưa trả lời câu hỏi của Thảo luôn á. Ủa dạ. Ờ thì ví dụ vậy đi, thì Huy vui lắm chứ sao. À cũng đúng. Thôi đưa cái gầm ơn đây, tao đem về, trễ rồi. Thư xin lắm á. Thư xin mà, công nhận. Đưa đây, tao đem về. Nè. Tôi giả vờ đưa cái gầu mên cho nhỏ, giới tài kéo sát nhỏ vào người. Nhỏ tròn xoe mắt trước hành động của tôi, mặt đỏ ửng cả lên, ngượng ngùng ngó nghiêng xung quanh. À, Huy làm gì đó? À, Huy muốn nói cho Thảo nghe rõ thôi. À, nói cái gì thì nói đi, sao lại làm như thế này? Thư thích Huy á thì đương nhiên Huy sẽ vui rồi. Dễ gì mà được người khác thích. Nhưng mà Huy bận thích người khác rồi. À, vậy Huy có ai thích rồi hả? Ừ, dễ thương hơn Thư nhiều. Là ai vậy? Nhỏ chớp chớp mắt tò mò, trông đáng yêu cực kỳ. Thì Huy trả lời câu hỏi của Thảo rồi mà. Huy không thích Thư là được rồi. À, kỳ bo quá à. Mà không sao, Huy ăn nữa không? Mai mốt Thảo nói cô hai nấu cho. Trời đất ơi, thay đổi thái độ còn nhanh hơn cái lúc mà thằng Tài mơ thấy bà Tám nữa. Thiệt là. Từ lúc thấy nhỏ có giỏ, tôi không còn dám nhây nhây nữa. Có ngày cũng cùi giỏ lên ngôi, trăng môi lẫn lộn mất thôi. Được vậy thì còn gì bằng. Ủa mà nè, Thảo có biết nấu món này không? Huy thích chính tay Thảo nấu hơn. Trời, được vôi đồ ở luôn bản đôn hả? Được rồi, để Thảo về học lại cô hai. Có gì đâu mà. Mà Huy mà chơi dở thì... Có đâu, Huy dễ tính chứ bộ.
Hồi chiều Huy thấy tao đá đẹp không? À, cái món súp này dễ chịu hơn nhiều. Tôi chối lui đầy đẩy, nuốt nước bọt ẩn ực. Cho những ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao đây? Chắc là rực rỡ lắm. Thôi Thảo về nha, trễ rồi. Ừ, cảm ơn Thảo lần nữa nha. Cảm ơn hoài à, lo ngủ sớm đi, chưa khỏe hẳn đâu đó. Huy biết rồi, bye bye Thảo. Tôi chốt cửa leo lên gác nằm. Mọi chuyện hôm nay có lẽ sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Thầy Tâm mà biết chuyện này chắc cũng không tin rằng bọn tôi có thể vượt qua được. Nó khác xa so với năm xưa, những lần mà bọn tôi đi theo thầy để học đạo. Quả là thầy nói không sai, đừng đánh giá bất cứ vấn đề nào qua vẻ ngoài của nó. Khi đã lật được cái lớp mặt nạ lên, chúng ta bắt buộc phải làm quen nhau lại từ đầu. Tôi nằm gác tay lên trán, nhìn ra khung cửa sổ. Trời vào thu mát mẻ thật. Ánh trăng tròn trên kia không biết có soi sáng được toàn bộ thế gian hay không. Tôi làm một chớp chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Sáng ra cái lưng cũng đỡ đau hơn. May thật, hy vọng nó mau khỏi để còn tập múa tập hát nữa. Giờ mà có sự cố gì, cô chủ nhiệm tra hỏi, nhỏ Thư thế nào cũng phun ra một đoạn phim múa kiếm của bọn tôi mà thôi. Ủa, má chưa ra shop hả má? À, chút nữa. Nè, cái tay bị gì mà băng bó vậy? Dạ, hôm qua tập múa về sớm, con rủ thằng Tài với thằng Toàn đi đá banh, sơ suất ngã chống tay trầy thôi má. Có bị gì không? Để má chở đi khám nè, coi đó mà gãy tay gãy chân liền đó. Dạ không có đâu, qua con vô trạm xá liền mà, băng bó sát trùng rồi. Không sao đâu má. Lớn rồi, làm cái gì cũng phải cẩn thận chứ, còn mà học hành thi cử nữa. Dạ con biết rồi mà. Ủa, ba đi làm rồi hả má? Ừ, vừa đi là mày dậy đó. Thôi má cũng đi luôn đây, có đau á thì nói má chở ra bệnh viện kiểm tra nghe không? Dạ. Má tôi lúc nào cũng lo cho tôi như vậy. Ba tuy hời hợt hơn, nhưng đàn ông mà, những lời mùi mẫn khó nói lắm. Tuy tôi lớn đến chừng này, nhưng mà cứ hở ra chuyện gì má cũng lo sốt sắng cả lên. Bởi cái thằng nào dại dột mà đụng vào tôi thì kiểu gì má cũng xị vả. À không, hỉ xả tự bi vô mặt nó. Tôi đi bộ ra đầu đường mua bánh mì gặm cho nhanh. Hôm qua đến giờ về miệng cứ nhàn nhạt. Mai có tô súp của nhỏ Thảo, không thì chẳng biết có nuốt nổi tô hủ tiếu hay không. Lấy quay học sơ mấy bài chiều phòng kiểm tra miệng. Chiều nay không biết cái tình hình như thế nào đây. Tôi cũng đỡ phần nào rồi, mà hai đứa kia tối qua về có bị phát hiện ra hay không. À, còn thằng Tài ăn mảnh với nhỏ Thư, không biết tình hình có ổn thỏa không chứ. Ê Toàn, qua về có bị gì không mày? Tối nó lại nhức nhức, nhưng mà sáng nay đỡ rồi. Công nhận thuốc tốt thật. Rồi ba má mày có hỏi gì không? Có. Hỏi tao làm gì mà te tua máu me tùm lum, đồ chở đi bệnh viện á. Nhưng mà tao kêu khám rồi, tao phải nói dối là đi đá banh, gây sự đánh lộn á, cho nên mới ra vậy. Cuối cùng bị hai vị phụ huynh sau một hồi giáo huấn thì cũng trả tự do lại cho tao. Thôi vậy được rồi. Con Yến, cái bà trai sao rồi? Tối qua có uống thuốc không đó? Có chứ, qua về ê ẩm hết cả cánh tay luôn á. Vết xước thì rát không chịu được, tao tắm mà phải né cái chỗ đó ra. Bây giờ nhấc lên á còn hơi đau đau nè. Mai mà không gãy đó, thấy ghê thì chứ. Quỷ quái gì mà không chịu cắt móng tay móng chân, để thấy gớm à. Cho vừa mày, vậy mà cứ đòi cào cấu tao cả ngày. Mày nhìn tao đi. Rồi sao? 10.000. Tao đạp cho cái vợ. À thằng Tài, ê, qua làm ăn sao rồi? Ăn cái măng á, qua trở về toàn hỏi chuyện của mày không à. Riết rồi tao giống như phát ngôn viên của mày vậy. Mày xạo vừa thôi, nhỏ Thư hỏi tao làm gì ai biết được. Nhỏ hỏi chập á, tao chạy lố đường luôn, phải vòng trở lại á. Ê Huy, có khi nào nhỏ để ý mày không? Trời ơi, được vậy tao cũng mừng. Từ năm ngoái tới năm nay có tiếp xúc bao nhiêu đâu, chảnh chọe khó tính thế bà. Chẳng qua tập múa chung cho nên vậy thôi. Mà còn cấn cái vụ cho nhỏ đi coi ma cỏ nữa nè. Trông cho xong để yên thân mà hành sự. À, nhỏ cứng đầu thiệt á. Chẳng qua tao sợ nhỏ đồn bậy bạ rồi ảnh hưởng tới công việc của một mình sau này thôi. Chứ bây giờ mà có trình lên nhà trường á, cũng đâu có ai tin đâu. Ừ, tao cũng nghĩ như mày đó Yến. Nhưng mà dù gì á, cũng phải thực hiện cho thỏa mãn. Xem xong chắc cạch tới già không chừng. À, mai mà thấy cái bóng tao đó,
nhỏ mà thấy được hết hình dáng cụ thể như tụi mình chắc là xỉu luôn tại chỗ rồi. Chứ gì nữa, tụi mình lần đầu gặp hai con bên nhà thầy Tâm còn khiếp vía tới nỗi mày... Ê, tao không đụng chạm nha, tao tán vô mặt bây giờ đó. Tao lỡ lời. Thôi, tao về với thiên thần của tao đây. Sau lúc nào nhỏ Thảo cũng đi học sớm như vậy, không biết nhỏ hay đến vào mấy giờ, nhưng lúc nào cũng thấy có mặt trước tôi. Vào lớp đã thấy ngồi chiếm trệ ở trên ghế rồi. Huy mới tới hả? Huy đỡ đau chưa? Ừ, nhờ súp của Thảo tối qua mà bây giờ Huy đỡ nhiều rồi. Tôi đứng gồng lên cho nhỏ xem, không quên hớp cái bụng vô cho chuẩn dáng lực sĩ. Dẻo miệng quá à, nguy hiểm thiệt á. Ừ, bây giờ Huy không dám dẻo miệng ở đâu, sợ lắm. Sợ gì? Thì sợ Thảo đá cho thành dẻo người luôn chứ gì. Trời, làm như Thảo dữ lắm không bằng. Giỡn mà, để Huy lên hỏi Thư coi tình hình chiều nay sao. À, không cần đâu, Thư vừa thông báo cho Thảo á với mọi người khi nãy rồi. Thư bảo cố gắng tập nốt chiều nay đi, ngày mai cô chủ nhiệm cho nghỉ một bữa xả hơi á. Ủa vậy hả? Thôi đành vậy chứ biết sao giờ. Thư có hỏi gì cái chuyện qua nữa không Thảo? Không, nhưng mà Thảo thấy Thư có vẻ nghi ngờ tụi mình lắm, cứ vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh không à. À, thôi kệ nhớ đi. Không tin càng khỏe. Nãy Thảo có qua hỏi mọi người á, thấy Yến với Toàn cũng đỡ nhiều rồi, cũng an tâm. Nghĩ lại mà còn nổi da gà. Ừ, coi như kinh nghiệm cho tụi mình mà. Phải có những khoảnh khắc sinh tử như vậy á thì mới trưởng thành hơn được. Ủa, Huy học bài chưa? Như bữa nay có kiểm tra 15 phút địa kìa. Hôm qua Huy ngờ ngợ rồi, cho nên đã học đề phòng á. Nè, vậy chút chỉ Thảo chứ, Thảo chưa có học á. Ủa, Thảo mà cũng chưa học bài hả? Hôm qua nhiều việc quá Thảo quên mất tiêu à, giờ học không kịp. Trời, để cho Huy. Ngồi liên thuyên thêm mấy phút thì vào thiết địa. Nè, các em ngồi xuống đi. Bữa nay cô sẽ dời bài kiểm tra 15 phút qua tiết sau nha. Bài hôm nay rất là dài, cho nên không có kịp kiểm tra đâu. Cả lớp tôi hú hét lên, cái không khí lễ hội tràn ngập khắp phòng. Đời người học sinh có được bao nhiêu niềm vui, nào là nghỉ lễ, không trùng chủ nhật, nghỉ Tết kéo thêm vài ngày, và cuối cùng là dời lịch kiểm tra sang hôm khác. May quá Huy ơi, chút nữa là tiêu rồi. Trời ơi, lần sau mà lo học vô đi. May là may cái gì, thấy Huy không, bây giờ Huy còn đang bực nè. Đã bỏ công ra học trường mà còn dời lịch kiểm tra, chán thiệt chứ. À, thôi bây giờ lấy giấy ra làm trước luôn, uổng phí kiến thức thiệt chứ. Trời ơi, lâu lâu làm được bữa mà làm thấy ghê quá à. Nè Huy ơi, xuống đi, dây điện kìa, cản đường chim bay đó. Ê, hạn chế chơi với con Yến lại nghe không, riết rồi nhiễm cái tính móc họng của nó không à. Là do Huy thôi, nổ quá chừng chi. Ba tiết đầu trôi qua thật nhàm chán như vốn dĩ của nó, mà ngày nào tôi không chán chứ. May mà nhỏ Thảo chuyển vào kịp thời, chứ không là tôi bỏ học rẽ sang hướng khác rồi, không biết trúng độc đắc nộp thuế nhiều hay không ta. Nè, xuống căng tin uống nước mày. Ê, tụi bay đi nổi không mà rủ giờ. Thằng Tài bao, không nổi tao cũng ráng lết đi á. Ê, mày nói đúng đó Yến, ngoài đầu tư cho bà Tám á thì mấy khi nó chơi lớn vậy, phải gọi là trăm năm có một à. Nè, tao đi với tụi mình luôn không? Ờ, đi chứ, Tài bao mà. Trời ơi, càng ngày càng lộ cái tính xấu ra nha. À Yến ơi, gần đây có cái bệnh viện nào không? Ừ, chứ gì Thảo? À, xuống căng tin an toàn hơn á. Thế là bọn tôi kéo nhau xuống căng tin. Tuy trong người đứa nào đứa nấy cũng thương tích đầy mình, nhưng mà nghe đến có người lo cho miếng ăn miếng uống lại tươm tướp cả lên. Cha, thằng Tài nó chơi lớn mày. Ờ, coi như xin lỗi tụi bày chuyện vừa rồi. Nè, tao làm mẫu một lần thôi đó, không có lần sau đâu. Trời, tiếc với ai không tiếc, đi tiếc với chiến hữu mày. Ừ, đầu tư phải xin lợi nhuận chứ, đổ tiền cho tụi bay á chỉ đổ nợ thôi à. Thôi dẹp chuyện đó qua bên đi, quan trọng là bây giờ có cái thứ gì bỏ vô miệng là được rồi. Mấy khi chuyển trời mày chơi lớn vậy. À, mà chiều nay tụi mày có tập nổi không đó, nghe đâu mai cho nghỉ xả hơi á. Chán thôi chứ biết sao giờ, cái bả vai tao còn nhói nhói nè, không biết chịu xoay nón được không nữa. Chớ dẫn xoay thẳng vô mặt chị Ly là mệt á. Mà sao mọi người không rủ Thư đi chung cho vui, dù gì cũng chung nhóm múa mà. Ờ, tụi mình ít chơi với Thư cho nên rủ cũng ngại đó Thảo. Bọn tôi vào lớp học thêm 2 tiết cuối rồi phải ở lại tập văn nghệ văn gần. Ai, khổ thiệt. À, hôm nay mọi người tập trung đông đủ rồi phải không? Tại đi học lại rồi, bây giờ cố gắng theo kịp mọi người nha em.
Dạ, có động tác mới hả chị? Ừ, có thêm vài cái mới nữa là xong rồi. Cố gắng lên, mọi người vào đội hình đi. Nhìn gương mặt nhăn nhó của nhỏ Yến lúc làm động tác xoay nón mà đến xót xa. Thằng Toàn thì vừa múa vừa ôm xoa xoa cái lưng. Tôi cũng chẳng khá hơn, tay băng bó mà vẫn phải cố gồng lên để đàn. Hôm nay không thấy ai đứng sau tấm rèm để múa theo nhạc nữa. Phải chăng bây giờ có con ma nữ ở đó để thế chỗ cho nhỏ Yến đỡ nhọc? Nghĩ đến cái cảnh nó vừa múa vừa nhặt từng miếng thịt trớt ra cắn lên mặt mà rợn hết cả người. Nè, bữa nay mọi người làm tốt lắm á, nhưng mà tay hơi bị vậy á, đàn có đau không em? Dạ không chị ơi, có điều hơi khó chút thôi. Vài bữa em lành lại giờ á, nhanh mà. Ừ, tụi mình kết thúc tại đây nha. Ngày mai cô chủ nhiệm cho tụi em nghỉ một bữa, mốt mình sẽ tập tiếp. Dạ. Đợi chị Ly đi ra ngoài, cả đám tôi ngồi thập xuống hết xuống ghế. Vừa đỡ được một chút, phải gồng lên để tập. Bọn tôi vừa đi về mà mặt đứa nào đứa nấy nhăn như khỉ ăn ớt, cứ như chiến tranh còn sót lại mấy đứa tôi vậy. Thương tích đầy mình, dưỡng thương chưa được bao lâu thì lại phải ra chiến trường. À, sáng mai Yến với Thảo á, ghé chợ mua trái cây nhăn đèn được không? Chiều mai tụi mình đi luôn. Thôi, để tao đi mình cho. Thảo ngược đường mà qua làm chi cho mắc công. Ừ, vậy mai mày chịu khó đi mua nha. Rồi tụi tao đưa tiền lại cho. Chiều mai á, mày đem cho Thảo với Thư hai lá bùa nữa nghe Yến. Mày cũng phải bỏ sẵn trong người một lá đó. Ờ, tao biết rồi. Nhưng mà bọn họ có làm gì mình đâu mà sợ. Tụi mình thì nói làm gì, nhưng mà Thư với Thảo á, thì cần phải thận trọng. Nhất là Thư á. À, tao biết rồi. Mai nhỏ khiếp quá, có khi nào xỉu luôn không tụi mày? Ừ, tao nghĩ không có đâu. Chỉ thấy được cái bóng mờ bên ngoài thôi mà. Tụi mình á, cũng không cần phải dùng khai nhãn đâu. Những cái điều không nên thấy thì đừng nên thấy làm gì. Ừ. À, mai Thư đi chung á, mày đèo nhỏ ngay tay. Ừ, tao nữa hả? Trời ơi, đi với nhỏ chán chết rồi. Toàn hỏi chuyện của mày không à. Thì mày cứ nói tốt với tao là được. Hoa hồng như đây. Gì? Hoa hồng không? Tao bồng mày dứt xuống sông luôn vợ chứ hồng. Thôi về đi, mai tính tiếp. Không biết ngày mai nhỏ Thư sẽ phản ứng như thế nào. Hy vọng là không tè trong quần như nhỏ Yến năm xưa. Nghĩ thông suốt thì chuyện này cũng phức tạp chứ không phải giỡn. Không hiểu khi nhỏ thấy được những vong hồn đó rồi sẽ nghĩ như thế nào về bọn tôi đây. Rồi những ngày sau nữa, chắc nhỏ sẽ nghĩ bọn tôi là cái đám quái dị gì đó xuất hiện ở đây, rồi làm những điều điên khùng mà ai cũng nói là mê tín dị đoan, quan tưởng nhảm nhí. Quan trọng là con đường mà bọn tôi đi có bằng phẳng, chứ chẳng cần phải quan tâm cỏ mọc hai bên có đẹp hay không. Khi đã lựa chọn cho mình một cái nghiệp, bọn tôi chỉ còn một ngã rẽ duy nhất, đó là đánh đổi. Chẳng phải là cái gì lớn lao trong chữ đánh đổi đó cả. Đó đơn giản chỉ là hướng về cái thiện, bài trừ cái ác. Ngoài ra người khác định nghĩa về bọn tôi như thế nào thì cứ để cho họ viết vào trong sách giáo khoa vậy. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 9 nhé.